บาดบ่งธรรมทีวีสมกรุปยัยตาปกใหม่บ่งโอนสมรสจันทร์กรุปบรรดาตีลำเนินทานบาดไงนี่บ่งธรรมทีวีบ้านมาดอลวัดสไลปจุ่มวงเป็นบุญทำไมบ่ตีมวยบ่จังตุกโง่ฉลักตะบัดแนกตะบัดแดดจุนยัยตาบ่งโอนยัยเทศนาต่างอ่ะเนี่ยบาดไปจึงบ่งธรรมทีวีก็สมจุนยัยตาเทศนาน้องบ่งจุ่มวยบ่งธรรมทีวีตุกโง่เอาหางเจอ Vâng, Bốn Thơm TV xin chào tất cả cô chú, anh chị, các bạn yêu mến Nghe Ngô. Bữa nay Bốn Thơm lại chùa Sri Pachum Vong Pem Buon Thamay thuộc khóm 5, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng để quay chiếc ghe ngô chạm khắc đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long cho cô chú, anh chị, các bạn mình xem. Bây giờ mời tất cả cô chú, anh chị cùng vào bên trong để xem ví dụ Thơm TV. Xin mời tất cả cô chú anh chị. Nhi chi tiếp tục ngô quạt sợi bị chùm buồn bền buồn thay mấy vậy ta. Lâu các bạn là mình bên to các bạn chú là em phòng thông TV này quạt chú là vậy ta tết sana tặng họ khán giả bạn. Đây là chiếc ghe điêu khắc chạm nổi con rồng của chùa Pem Buon Thamay thuộc khóm 5 phường 4 thành phố Sóc Trăng này cô chú anh chị, các bạn yêu mến Nghe Ngô. Đây rất là đẹp luôn nha mọi người. Bây giờ phần đầu cũng đã xong rồi đó mọi người. Bốn Thơm TV quay một vòng cho cô chú anh chị các bạn mình xem. Bây giờ cũng đem lên trưng bày từ từ để dễ gáp hơn đó mọi người. Đó. Cái phần thân này cũng đã xong hết rồi. Lầu luôn có lặc hơi o vậy ta. Sạp nè. Nghĩa chìa tục ngô vô ta sẽ đây bà chung vô mềm buồn thầm mây. Nghĩa tục xa mập thằng con là nhiều tê sẽ cho bị kịch ngay một côi con. Đây là chiếc ghe đầu tiên ở tại tỉnh Sóc Trăng nha mọi người. Cũng là đồng bằng sông Cửu Long luôn, mới chỉ có chiếc ghe ngô chạm khắc hình rồng nổi. Đó, quá đẹp luôn mọi người. Chiếc ghe này dùng để trưng bày cho quý quan khách Phật tử gần xa đến để tham quan nha mọi người. Thì cũng Thơm mà cố gắng review cho cô chú với anh chị các bạn mình xem. Giờ phần thân cũng đã xong hết rồi, còn đuôi với đầu thêm một chút nữa. Đó. Quá đẹp luôn mọi người. Quá đẹp luôn mọi người ha. Đó. Bây giờ là phần đầu đã xong rồi. Bây giờ chỉ còn làm thêm một chút đó, cái hình cái thân nữa là coi như là hoàn thiện cái phần đầu đó. Đây là ngôi chùa rất là đẹp mọi người, quý quan khách rồi đến để mà du lịch cũng rất là nhiều mọi người đó. Bây giờ đến từ từ rồi đó, rất là đẹp luôn mọi người. Thì Bốn Thơm TV cố gắng review cho cô chú với anh chị các bạn mình tiện theo dõi. Chiếc ghe ngô này dùng để trưng bày cho quý văn khách Phật tử đến. Do trời mưa mọi người bị thiếu ánh sáng. Đã xong hết. Mọi người xem ha.
Phần thân này cũng đã xong hết rồi mọi người. Hơi oi nó mà tuột luôn. Và dàn rất là đẹp luôn mọi người. Đây là chưa có mà chà nhám đâu mọi người, mới chỉ khách xong thôi, về xong hết rồi mới bắt đầu chà nhám thêm. Bữa nay thì trời mưa quá không thấy nghệ nhân đang làm. Thì Vũng Thơm cũng sẵn dịp ghé đây review cho cô chú anh chị các bạn mình xem luôn. Cũng dài lắm á mọi người. Quên đấy người ta phải chưa chích chích mà phải mai trang phải mai đó đó. Không có bao xài. Chiếc ghe này cũng có tham dự thập kỷ thứ 18, 19 vậy đó mọi người. Cũng Thơm không có gành. Thì sẵn dịp lại tham quan rồi quay cho cô chú quý anh chị các bạn mình xem luôn. Chiếc ghe này dùng để trưng bày. Rất là đẹp luôn. Quang cảnh rất là đẹp luôn nè mọi người, buổi chiều. Sát nó vậy ta water sợi bị chùm vòng bền buồn mây. Nào sân cặp để buồn thì có đồng Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng. Trước mặt mọi người đó là ngôi chánh điện đang xây dựng đó mọi người. Rất đẹp luôn. Nồi mục dây ta nó rêu về hìa chắp đầm co sang. Đó, mọi người thấy rất là đẹp luôn ha. Rồi Vũng Thơm TV mời cô chú anh chị các bạn mình tham quan một vòng chánh điện, một vòng chánh điện với công viên chùa. Chừng hay nói mà dây ta tê sa na nó tì khle sa rây bà chùm vòng bèn buồn thamay mà chùm nằm bầy côi con nó tê sập hiệp nó quạt sa rây bà chùm vòng bèn buồn thamay. Về là ngày đó xưa là ngày phát liên rồi mình sau ban sẽ là quang cảnh rất là đẹp luôn mọi người, ngôi chùa rất là đẹp luôn. Người ta còn gọi thêm là chùa bên này giống như bên nước ngoài đó mọi người. Ở phía trước đó thì có cái sân mà công viên đó mọi người, rất là đẹp. Đó. Đó lại hơi chiều rồi mà 4-5 giờ cho nên quay nó không có đủ độ sáng, mọi người cũng thông cảm. Phòng thông TV mong ngày được xuyên mong buồn chèn hết năng hình camera bằng sau bán xa lạ xong rồi bằng phôn dây ta dìa xa lại. Quá đẹp mà phong cảnh.
lại tới thì quý Phật tử cũng đến du lịch rất là nhiều, tham quan ngôi chùa. Rồi Vũng Thơm xin chào tất cả cô chú anh chị nha, chúc cô chú anh chị có một ngày mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý. Bà tài chứng hay nó không tròn chọc video nên Vũng Thơm TV có xôn chuôn phô ở dây ta phục mãi bằng bồn xong rồi sẽ chân cục nà tìm nâng sốc xe rèm có lần ạc nè bà xôn mà ạc quân.